Sáng ngày 4 tháng 7, Ban Liên lạc lính Trường Sơn, xã Mỹ Hòa tổ chức lễ ra mắt Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Dự buổi lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Văn Xuân, Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh Hòa Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo xã. Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, xã Mỹ Hòa được thành lập với 54 đồng chí, từng là bộ đội và thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những người thanh niên xung phong này cùng hàng vạn thanh niên xung phong và bộ đội khác trên cả nước đã anh dũng chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Đây là những người con ưu tú của Trường Sơn năm xưa. Việc thành lập Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn, xã Mỹ Hòa nhằm tạo điều kiện để các hội viên có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, động viên và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của bộ đội Trường Sơn năm xưa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Cũng nhân dịp này, Ban Liên lạc truyền thống Trường Sơn đã trao kỷ niệm chương cho 20 đồng chí đã có nhiều thành tích chiến đấu, xây dựng và phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh.